Rồi, ok. Xin mến chào quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị là các bạn, đây là cái vườn nhà anh Sơn. Ôi, phải nói là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi em mới qua nhà bác đi chơi. Đấy, quý vị và các bạn có thể nhận ra không? Cây cây bưởi kìa. Cây bưởi phải nói là cực kỳ sai quả. Thì rồi ok, hôm nay phải nói là 6 7 tháng nay rồi. Nay mới quay lại vườn nhà bác ấy. Hôm nay em làm một cái video giới thiệu cho quý vị và các bạn tham quan lại cái vườn nhà bác ấy. Bác ấy cũng đã kê dọn lại khá nhiều vị trí các cây rồi. Đây cái cây bồ cây đề này này. Cái cây đề này. Anh ấy để trên hai cái chậu. Chậu trên, chậu dưới. Rồi, bác theo dõi cái video này của em nhé. Chiêm ngưỡng một số cây của anh Sơn. Phải nói là cũng khá là lâu rồi. Đây, anh ấy vừa mới mua cái bể này. Con chào ông ạ. Đây bác ấy vừa mới làm lại cây này. Đây những vết mới đang ra rễ hết rồi. Rồi, quay thật là kỹ chi tiết cho các bác xem nhá. Tác phẩm này khá đẹp. Hai cây đấy chứ, hai cây một cây ân tử ở giữa. Bố mẹ dắt con đi chơi, các bác có nhìn thấy không? Đấy một con tử ở giữa này kìa. Đấy, đây là hai cây nó hóa vào nhau rồi. Cây bên nhà bạn có cái hòn đá ở đây. Cái cốt rất đẹp. Cốt già đẹp. Thay đổi nhiều quá. Nửa năm rồi đó. Nửa năm rồi em mới vào nhà bác. Anh em chơi. Đấy, đây là mặt sau.
Cái bưởi này đợt này ít quả anh nhỉ? Hay là nó xanh nó vẫn lấp ở trong? Cái này vẫn sợ thiếu đất ở anh Sơn mà phải... À, trôi gì? Tưới đỡ trôi đúng không? Cho lên này đúng là nó đỡ bị trôi ra. Anh thực nhìn cây này chạy ác gì. Con này hôm vừa rồi có che thế nào không? Ở đây cũng không có lắng không? Cây này anh em vừa mới cho vào cái bể này. Cây này mà không phải che anh. Cây này mà không phải che. Mỏng to thật nhờ. Phi lao cổ đây. Dạo này thả cá rồi. Đó. Thấy mấy con cá coi đây. Có mà cá trước có cá mà... À hôm nay rửa. Chưa còn thấy đâu, dạo này nước trong rất là sạch nhá. Cái này mình nắm thêm một ít đá nữa mà nó xe
Sao cây này nhìn lạ lạ thế nhỉ? Cây này hình như anh ấy cũng mới lấy thì phải. Mới lấy. Nhiều cây lạ tạ. Không, cây này thì cây cũ vẫn từ ngày xưa, ngày cắt ở trên này đi nhiều. Mang bạc nhiều lộc thế, tốt mà. Cây long này trước ở ngoài gần cổng anh ấy cho vào trong này.
đôn này đẹp ghê. Ba cái cho phân nhìn như phân phân này là phân này phân lợn khô hay là phân trâu nuôi. Thì toàn mấy cái phôi anh ấy đang nuôi. Cái này vết mới cắt. Cây này trước dáng long thì mà rồi hết rồi đấy, đến đây là cuối vườn nhà anh ấy rồi. Tôi đã quay từ đầu kia đến đây. Đây là mấy cây này thì bác ấy đang nuôi thôi, những phôi nuôi vài năm nữa. Cây này đẹp đấy. Ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Rồi, ok, em chấm dứt cái video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian
theo dõi. Quý vị nhớ nhấn nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để đăng ký cái kênh ủng hộ cho em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Ok, nhìn lạ thế nhỉ. Bể hai con cá vàng. Cái nước ở nhà chú ấy, nước vàng, nước bị nhiều giếng vàng. Em xuống nhà ông ấy rồi, em xem rồi. Cái nước giếng vàng, tưới bằng cái nước giếng. Thank you.